6 năm trước. Đúng là tôi điên mới đụng phải cô. Nếu đã muốn đi thì sao không đi luôn đi? 6 năm rồi còn quay lại làm gì nữa? Cô tự định giá bản thân mình bao nhiêu hả? Anh chỉ là một thằng công cụ ủng hộ, ham chơi ăn bám gia đình. Em sẽ là vệ sĩ cho anh. Không phải là quen cái thời đại con tôi là gì tiền để lo lắng cho gia đình của cô sao? Đón xem Một Chàng Ba Nàng phát sóng vào lúc 19:45 trên SCTV 14.